Hôm nay mình tiếp tục cái Matthew chương 6. Hai lần trước là mình học về cái bài cầu nguyện ha, cũng hơi dài nhưng mà tôi muốn đi chi tiết. Thành thử hai cái phần trước là học về bài cầu nguyện Chúa dạy các môn đồ. Và hôm nay mình sẽ đi tiếp trong Matthew chương 6 và bắt đầu từ câu 16 cho đến câu 33 hết chương ha. Cầu nguyện để Chúa cho mình cái thời gian đủ để đi qua. Tôi xin phép cầu nguyện được không? Yeah. Kính lạy Cha yêu dấu của chúng con, giờ đây chúng con mời Đức Thánh Linh là thân của chân lý và đại thật đến giữa vòng chúng con và dẫn mọi người vào trong lẽ thật của Ngài và nhắc nhở chúng con mọi điều Ngài phán dạy cho các con. Hallelujah, chúng con tạ ơn Đức Thánh Linh và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Giờ hướng bạn mở ra chương 6, Matthew chương 6 và câu 16, tôi xin đọc. Khi các con kiêng ăn, đừng tỏ vẻ âu sầu như những kẻ đạo đức giả. Trong kỳ chương 6 này thì trong câu số 1 Chúa Giêsu nói hãy thận trọng khi làm việc từ thiện, đừng nhằm phô trương trước mặt mọi người ha. Đó là làm việc từ thiện. Rồi đến câu số 5, khi cả con cầu nguyện đừng làm như những kẻ đạo đức giả, vì họ thích đứng cầu nguyện trong nhà hội và nơi góc phố để mọi người đều thấy. Quý vị có thấy cái bài học đầu tiên mà Chúa dạy trong chương 6 này về vấn đề những cái việc tốt lành? Có nhiều người nói rằng ồ, đi làm việc từ thiện là điều tốt lành, nhưng mà nhiều lúc cũng chưa hẳn, đúng không? Làm từ thiện để mà khoe khoắt thì Chúa nói những người đó đã được trả công rồi, lên trên thiên đàng không còn gì để nhận thêm, và họ là những kẻ đạo đức giả. Nếu mà mình cũng làm để được tấm bốc ha, để khoe khoang với người khác, tôi là con người đạo đức, có tấm lòng nhân từ thương xót người khác, thì Chúa nói người là kẻ đạo đức giả. Thành ra việc từ thiện nhưng mà lại mang họa vào thân, ok không? Rồi bây giờ cũng giống như cầu nguyện. Cầu nguyện đứng trước đám đông, ở nhà thì không cầu nguyện, ở nhà không chịu cầu nguyện, ở nhà không chịu cầu nguyện, nhưng mà khi đứng trước đám đông cầu nguyện dốc dạc, lời cầu nguyện dài, lời cầu nguyện văn hoa, lời cầu nguyện nghĩa là chấm phết đàng hoàng, đọc câu nào nhớ câu đó và có tình từ mở bài phân bạc hay một đàng hoàng. Nhưng mà tôi nói không được, cầu nguyện đó chẳng qua là phô trương, chứ không có gì từ trong lòng ra. Tôi thấy rồi, trong hội thánh mình có những người không biết cầu nguyện, hay là chưa biết cầu nguyện, nói có vài câu thôi mà tôi cảm nhận Chúa rất là vui lòng bởi vì cái người đó nói chữ nào mặc dù là run run, mặc dù là nói cà lăm, mặc dù là nói không có thông, nói không có suôn sẻ, nhưng mà Chúa rất vui bởi vì người đó nói từ tấm lòng ra, chứ đâu phải là tôi phải cầu nguyện giống như là ông kia đọc như một bài dịch văn vậy mới cầu nguyện. Cầu nguyện đó là rác rưởi, hầu hết là như vậy. Tôi nói luôn luôn đó, nhưng mà tôi tin rằng đối với Chúa cái đó là những lời lặp đi lặp lại vô ích, đi đâu ở đâu cũng cầu nguyện như vậy. Rồi bây giờ qua câu số 16 thì Chúa nói ngay cả vấn đề kiêng ăn, người nào kiêng ăn là thánh thiện lắm, người nào kiêng ăn là trước thành thục linh lắm, người nào kiêng ăn là phải nói là nể phục lắm đó. Nhưng mà Chúa nói đừng kiêng ăn giống như những kẻ đạo đức giả này, đúng không? Kiêng ăn mỗi ngày thứ nhất mà ai cũng biết là mình sắp sửa kiêng ăn 40 ngày, mới kiêng ăn có được ngày ha, mà đi ra bên xóm là tôi kiêng ăn 40 ngày, đi qua gặp người kia tôi đang còn kiêng ăn 40 ngày, đi qua gặp người nọ
tôi sắp chưa 40 ngày đó, ở bên Chúa, mà chưa mới đi con ngày 2 ngày đó, ai cũng biết cả đâu. Đó, cái đó để làm gì? Rất là những người rất nóng chảy với quý vị, rất nóng chảy nhất là mời được Đức Thánh Linh đùng chào kiến anh 40 ngày à, nhưng mà mới có được 4 ngày thôi đó, cả xóm cả hội đồng đều biết là tôi kiến anh cầu nguyện mới ha, 40 ngày. Cái đó là biết nâu nâu đó, biết nâu nâu, mặc dù là lòng nóng chảy chưa đây à, thế này nhớ nhớ những cái việc lên nên làm mà Chúa có đó là việc giữ. Nếu ở trong lòng này cái động lực sáng thì việc lên mà thiên hạ coi đó là tốt và họ ca tụng thì là thành việc ác, hay là việc dữ, hay là việc xấu nữa. Bởi vì đó là Chúa gọi những người đó là đạo đức giả. Chúa chống đối mấy người đạo đức giả, đi đâu Chúa cũng chống mấy người đạo đức giả, mấy người mà trộm cướp đi điểm chốn chắc. Nhưng mà những người đạo đức giả là Chúa chống từ đầu đến cuối ha, và cuối cùng họ phải giết Chúa thôi. Đó là như vậy. Rồi, đó là cái bài học tự nhiên, làm việc lành coi chừng nó là thành việc ác, nếu mà trong lòng của mình là sai, không có đúng. Cái thứ hai, bây giờ qua cái vấn đề kho báu, câu số 19, các con đừng trích trữ của cải ở dưới đất là nơi có mối mọt ten rỉ làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vết mà lấy, nhưng hãy trích trữ hay là tích trữ của cải ở trên trời là nơi không có mối mọt ten rỉ làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vết mà lấy, vì của cải các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó. Rồi, cái bài học thứ hai ở trong cái chương này tôi dạy là tích trữ của cải ở trên trời. Ở đây quý vị có ai có kinh nghiệm mà tích trữ của cải trên trời chưa? Có ai chưa? Có dạ. Mời ông ngoại làm cái gì? Ông ngoại làm cái gì mà ông ngoại là tích trữ của cải đó? Nói đơn giản là cái gì kiếm trong hội thánh rồi, là cái đó là mình để dành, cái đó hội thánh sẽ dùng cái tiền của mình đi truyền giáo, tức làm việc cho để giúp cho phục vụ cho mọi người biết thêm về Chúa, đó cũng là một công việc, mà cái đó là công việc trên trời. OK. Cảm ơn ngoài dân hiến ở trong hội thánh rồi, có ai làm cái gì khác nữa không? Mà để mình tích lũy của cải chúng ta mới có nên mình nghe chỗ dài lâu rồi, nhưng mà bây giờ mình có thực hành hay không à, mà mình thực hành bằng cách nào? Dân một phần mười, dân một phần mười rồi, nói rồi à, dân một phần mười thánh rao giảng lời Chúa, rao giảng lời Chúa. OK, cảm ơn Chúa rồi đó. Là gì nữa? Giúp đỡ vùng áo tiền bạc đồ ăn những người mà thiếu thốn hơn mình, giúp đỡ những người thiếu thốn hơn mình đó. Chúa nói nếu mà cả người cho các môn đồ ta một chén nước lạnh là cup of water, một chén nước lạnh thôi chứ không có nước ấm nữa, yeah. Nhưng mà Chúa cũng phải, Chúa cũng sẽ trả hay là thương cho người đó. Rồi giúp những người môn đồ của Chúa trong hội thánh này, những người mà tin Chúa đó, mình giúp những người trong hội thánh của Chúa là chắc chắn là ha. Còn giúp những kẻ làm ác thì tôi không có bảo đảm nha. Ví dụ nó ác rồi mình tự giúp cho nó làm ác thêm nữa thì cẩn thận. Nhưng mà những người dù chưa tin Chúa nhưng mà họ là những cái đối tượng Chúa muốn giúp mà mình giúp là chắc chắn được thưởng ha. Và đặc biệt là những người môn đồ của Chúa là Chúa không bao giờ quên một chút nào. OK rồi. Rồi gì nữa, làm sao mà tích lũy được cái đó quý vị? Quý vị đọc một vài câu kinh thánh giúp tôi được không? Bây giờ để chị Vân là Matthew chương 5 mà câu 10 đến câu 12. Xong cô Thu Anh là Luca đoạn 22 câu 28. Rồi ông ngoại là
Khải Huyền đoạn 2 câu 27 và ngoài Khải Huyền đoạn 3 câu 21 rồi Tracy là Jacker James đoạn 1 câu 12 và cô Hành là Matthew chương 10 câu 42 à, sẽ bắt đầu đọc dùng. Matthew đoạn 5 câu 10 tới 12. Phước cho những kẻ chịu mắc cớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắc nhiếp, mắc cớ và lấy mọi điều dữ nói ngu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Rồi, cảm ơn chị. Một câu thôi. Hai câu. Nhớ, phần thưởng của các ngươi ở trên trời là lớn lắm. Đúng không? Đó là được tích lũy cơ cải lúc đó lớn lắm, thế nào là không phải là một ít đâu, một cả một cái khó thế nơi là ha, mà cái này là chịu bắt bớ làm điều công chính, tức là làm điều phải mà bị người ta bắt bớ, làm mình làm bậy mà bị người ta bắt cái tù thì không nói ha. Nếu mà cái này làm điều đúng mà bị người ta bắt bớ vì danh của Chúa, vì đạo của Chúa mà bị người ta bắt bớ là cả một khó thế nơi, phân thuộc của cả người thế nơi là lớn lắm. Mà nếu một người mà không có tiền mà nói lớn lớn lắm đó thì khác. Nhưng mà ông vua này là chúa của muôn chúa, là chủ owner của cả cái vũ trụ này mà nói lớn lắm là cái nó cả một khó lớn, đúng không? Đúng không? À, cho nên quý vị nhớ khi mà bị bắt bởi vì sự công chính hay vì danh và đạo của Chúa đó là chuẩn bị nhận một khó gia tài trên đất đời. Amen. Rồi tiếp tục mời cô Thuyên. Luca 22 đoạn 28. Còn như các ngươi đã bền lòng theo ta trong mọi thử thách ta trong mọi thử thách. Dạ, đọc cái hết câu luôn. Hết rồi. Đọc luôn đi, đọc. Đọc 29 không? Dạ. Nên ta ban phước cho các ngươi cũng như cha ta đã ban cho ta vậy. Thêm không? Dạ. À, để tôi đọc câu Luca đoạn đoạn 22 câu 28 lại nhé. Luca 22 câu 28 chú viết như thế này: các con đã gắn bó với ta trong những lúc, trong những thử thách của ta, nên ta ban vương quốc cho các con cũng như cha ta đã ban vương quốc cho ta vậy. Trời, cả con đã gắn bó với ta trong những lúc thử thách hoàn nạn, có nghĩa là những người trung tín với Chúa đó. Quý vị nhớ nhé, khi mà trung tín với Chúa đừng có bỏ cuộc, vì gặp khó khăn đừng có bỏ Chúa. Thế bây giờ bỏ, gặp khó khăn bỏ và đợi người khác tới nói theo lại, rồi gặp khó khăn bỏ lại thì mất phần thưởng. À, cho nên khi mà thử thách tới phải nhớ là đừng bỏ để mà được phần thưởng nha. Mà phần thưởng đây là thưởng gì quý vị? Ta sẽ ban cho các ngươi cái gì vương quốc, là một nước mà ngươi làm vua, như cha đã ban ta cho ta thế nào ta cũng ban cho các ngươi thế. Wow. Yeah. Chúa Giêsu là vua của các vua. Quý nghĩ Chúa Giêsu là vua lớn, là đại đế, đúng không? Còn các vua nhỏ nhỏ thì là ai quý vị? Là những người đây này, là những người cả người đã ở với ta trong những cái lúc khó khăn hoạn nạn, cho nên ta bán cho cả người vương quốc, cả người là vua, nhưng mà ta là vua của cả người, ta là vua của cả vua. Amen. Phần thưởng này lớn rồi đấy. Lớn. Trên trời đó, trên trời, dưới đất này thì có được không? Quý vị đừng có mơ là vua dưới đất nhà. Nhưng mà trên thiên đàng, Chúa cũng có nhiều vương quốc nhỏ nhỏ, Chúa cai trị vô số mọi sự. Thành ra Chúa cần những cái người ha, Chúa bổ nhiệm để làm vua ha, và Ngài là vua của muôn vua, cũng giống như Ngài cũng phải bổ nhiệm những người làm chúa để Ngài làm chúa của muôn chúa. Ngày hôm nay là bài sứ điệp phúc âm chiều hôm nay là chúa của các chúa, là gì? Ai là chúa? Ngài Chúa Giêsu là chúa của các chúa. Các chúa là ai? Là những người chủ dưới tay của Chúa Giêsu. Amen không? Đó, thành ra rồi bây giờ tiếp tục người thứ ba. Dạ. Ờ, Khải Huyền đoạn 2 câu 27. Kẻ đó sẽ cai trị bằng một cái nghĩa xác,
và sẽ phá tan các nước như đồ gỗ. Các nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó thì cha ta cũng đỡ. Dạ. Người nào thắng, Chúa Giêsu nói đi theo Chúa, người nào thắng, ha, Chúa sẽ ban cho cái quyền cai trị. Vua mà được quyền cai trị là quý vị. Nhưng mà cai trị này bằng một cái gậy sắt là cái trường đó. Khi mà hồi xưa họ chưa có vàng, chưa có vàng là bằng sắt trước, ha, một cái gậy, cái trường biểu tượng hay là đại diện cho uy quyền của vua, ha, đó. Và cái uy quyền này lớn lắm, giống như là cái gậy bằng sắt mà đập vào những cái đồ gỗ. Đồ gỗ là đồ dễ bể, mà cái sắt là cái đồ cứng nhất thời bấy giờ. Mà bây giờ lại cũng cái gậy bằng sắt này mà quất vô, đâm vô mấy cái đồ gỗ đó, thì đồ gỗ sẽ ra quý vị. Chúa nói những cái vương quốc ở trên đất là giống như đồ gỗ, mà cả con cai trị vương quốc, ta cho cả cái vương quốc và cái gậy trong tay cả con, tức là uy quyền ta cho cả con thì giống như cái gậy sắt đó đâm tất cả những vương quốc này là bê giống như đồ gỗ. À, nếu là người nào đi với Chúa thắng những cái điều Chúa nói tất cả quyền đó, ha, tức là những cái thử thách đến với quý vị mà quý vị kiên trì chạy đến bám lấy Chúa và cậy sức Chúa, quý vị cuối cùng chiến thắng, à ha, thì Chúa sẽ ban cho quý vị một cái gậy sắt để sau này cai trị với Ngài mãi mãi. Amen. Amen. Trong kỳ Khải Huyền đoạn 19 ấy, Ngài cưỡi trên con ngựa trắng ở trên thiên đàng đi ra và muôn vàng nghĩa là sứ thánh, nghĩa là heavenly host, quân đội của thiên đàng đi theo Ngài mặc áo công chính, những cái áo dài trắng bằng vải mịn, ha, đó là tượng trưng cho những cái công việc công chính của các thánh đồ, ha, và Ngài là trên Ngài có cái danh gọi là vua của các vua và chúa của các chúa. Cho nên những người đi theo Ngài để là những vua nhỏ nhỏ và những chúa nhỏ nhỏ, mà Ngài là người lãnh đạo đến đâu, vua của một vua và chúa của một chúa. Amen. Amen không? Rồi mời lên đọc thêm câu này để bằng ngoài. Như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngai của Ngài. Ok, cảm ơn. Nào, người nào thắng thì quý vị nghĩ trên thiên đàng, mà cái ngai của Chúa Giêsu đó là cái ngai cao nhất ở trên thiên đàng nha. Đức Chúa Cha ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, để khi Ngài đến danh này thì mọi đầu gối trên trời và dưới đất và bên dưới đất phải quỳ xuống và miệng phải xưng Ngài lá là Chúa. Thì Ngài của Chúa Giêsu không nhỏ hơn bất kỳ một Ngài nào, bởi vì Ngài là vua của muôn vua và chúa của muôn chúa, thì Ngài của Ngài đó không nhỏ hơn bất kỳ một cái Ngài nào. Amen không? Trên thiên đàng có ai lớn hơn Chúa Giêsu không? Không. Ngài mà. Nhưng mà Chúa nói này, các con thì cũng có những cái Ngài, những 12 sứ đồ thì có 12 cái Ngài của họ, phải không? Nhưng mà lâu lâu Chúa cũng cho lên một Ngài của Chúa nữa. Ta sẽ cho các con ngồi trên ngai của ta. Quý vị thấy được chưa? Chúa là vua trên thiên đàng, Chúa có cái ngai đây chưa? Chúa cho ông quân ngồi trên ngai của Chúa được không? Cho chúng em ngồi trên ngai của Chúa được không? Được, nhưng mà với điều kiện nào? Với điều kiện mình thắng có được thôi. Cái này là lâu lâu chắc thương Ngài, giống như lâu lâu mình được mời vô ngồi đối chuyện với tổng thống ấy, ăn cơm với tổng thống bữa đó ở bên dưới không? Chứ mình dân thương sao được cô có tòa bên đó. Nhưng mà lâu lâu làm cái gì đó và đặc biệt là được tổng thống mời vô ăn chung ngồi chung bàn trong một bữa, ha, thì Chúa cũng nói vậy, các ngươi sẽ ngồi trên ngai của ta cũng giống như ta ngồi trên ngai của cha. Amen đó. Quý vị nhớ trên thiên đàng Chúa vẫn là Son of Man nhé. Chúa còn là thay thế về thượng phẩm. Chúa chưa có trở lại là Đức Chúa Trời. Ngài vẫn tiếp tục vâng phục Đức Chúa Cha. Ha? Và Ngài sẽ không biết, tôi không biết lúc nào là Ngài trở lại cái vương vị là Đức Chúa Trời là ngôi lời từ ban đầu. Ha? Nhưng mà Ngài cái đó vẫn là trên con. Ngài vẫn là thay thế lễ thượng phẩm cầu nguyện cho chúng ta đến với Đức Chúa Cha. Ha? Và Ngài vẫn có cha trọng hơn ta. Là vì Ngài đã còn chọn ở cái vị trí là
là con người là con. Thế Ngài chưa có, trước kia là Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài Đức Chúa Trời bây giờ Ngài trở thành xác thể. Và bây giờ khi Ngài sống lại, Ngài vẫn là trong xác thể, nhưng mà cái xác thể này là xác thể vĩnh hiện mới. Chứ Ngài chưa có trở lại vị trí từ ban đầu là Ngài là Đức Chúa Trời trước. Ha, Ngài vẫn còn, Ngài vẫn còn, và chúng ta được ngồi đến Ngài đó. Đó là chuyện cái gì? Là phần thưởng của Đức Trời, quý vị, nghĩa là xây nhà Đức Trời đấy, đúng không? Tích lũy vì những cái quý báu của Đức Trời. Bây giờ mời cô hành đọc thêm câu cuối cùng. À xin lỗi, là người nào? Tracy đó. Sau này cô hành Gia Cơ đoạn 1 câu 12. OK, Đức Chúa Trời sẽ cửa cho kẻ kính mến Ngài, yêu mến Ngài. Cái gì quý vị? Mạo triều thiên gì? Mạo triều thiên sự sống. Trên trời tôi biết là tôi có nắm, ít nhất là có nắm cái mạo triều thiên ha. Tức là nắm cái phần thường gọi là vinh dự hàng đầu ở trên trời. Ha. Người nào trung tín yêu mến Chúa, yêu mến Chúa ha. Trong giang đoạn 14, Chúa định nghĩa ai yêu mến ta thì vâng lời ta, ai vâng lời ta thì người đó yêu mến ta ha. Cho nên khi mà mình đọc lời Chúa xong rồi mà mình vâng lời, mình làm theo đó, ôi lên trên kia Chúa sẽ cho một cái mạo bằng vàng, một cái vương miện bằng vàng ha, gọi là crown of life, tức là mạo triều thiên của sự sống, một trong năm kỳ vinh dự hàng đầu ở thiên đàng. Amen, amen. Amen à. Rồi mời cô hẹn câu cuối cùng. Cố gắng, cố gắng. Matthew đoạn 10 câu 42. Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta? Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. Dạ, cảm ơn cô hẹn. Quý vị nhớ, Chúa không có thường sót bất kỳ một cái gì. Ha, mọi việc lớn, mọi cái những cái mình vừa nói là những cái lớn. Ha, người nào mà muốn được cả cái khó bảo đến nơi thì nhớ những câu kinh thánh vừa rồi nhé. Nhớ hoàn toàn tới thử thách tới, đừng có than, đúng không? Đừng có bỏ Chúa, đừng có thối lui. Ha, nhưng mà ngay cả những việc nhỏ nhất mà mình làm cho con cái của Chúa, làm cho cả thánh đồ Chúa rất là trân quý. Ha, thành thử khi phục vụ phải phục vụ như là làm cho Chúa. Tại sao vậy? Tại sao kinh thánh dạy như vậy? Bởi vì Chúa là cái người thưởng chứ đâu phải những cái người dưới đây thưởng đâu, đúng không? Mình tin rằng Chúa sẽ thưởng bởi vì cái công khổ của mình thức đêm thức khuya này hay làm cái này đó, cho nên là Chúa sẽ thưởng chứ đâu phải người mấy người thưởng đấy. Cho nên là mấy cái đó không phải là vấn đề là Chúa ghi hết những cái đó. Amen ha. Thành ra những cái câu kinh thánh mà Chúa dạy phải tích lũy của cải ở trên thiên đàng là một cái bí quyết của thiên đàng để cho mình hưởng những cái sự sống sung mãn đời đời với những cái kho báu, những cái phần thưởng rất là lớn lao vĩ đại mà cho cả đời đời, chứ không phải là cho một vài năm hoặc là một vài ngày. Amen ha. Và khích lệ của ông bà chị em tiến sâu hơn nữa trong vấn đề hầu việc Chúa. Rồi thứ hai, câu số 22 là mắt là đèn của thân thể, nếu mắt con tốt thì cả thân thể con sẽ đầy ánh sáng, nhưng nếu mắt con bị hỏng thì cả thân thể của con sẽ là bóng tối. Vậy nếu ánh sáng trong con chỉ là bóng tối thì bóng tối ấy sẽ là lớn dường nào. Ok, Chúa đang nói gì đây? Có người nào để chị vẫn đọc trong Thi Thiên đoạn 119 câu 18 ha. Xong đến Tracy đọc trong Ephesio đoạn 1 câu 18. Rồi bên đó bạc Ninh đọc Công Vụ đoạn 26 câu 18 được không? Yeah. Rồi cô Hành đọc Matthew đoạn 13 câu 13. Và cô Thu Anh đọc Khải Huyền đoạn 3 câu 22. Yeah. À, của Tracy là
Ê-phê-sô đoạn 1 câu 18. Đấy ha, đã mời chị Vân đọc. Thi Thiên 119 câu 18. Xin Chúa mở mắt tôi để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Ok. Quý vị nhớ một điều Chúa dạy cho tôi. Hầu hết những gì Chúa Giê-xu nói, Ngài nói về cái vương quốc thiên đàng. Ngài đi 3 năm Ngài giảng về vương quốc thiên đàng là cái mà mình không thấy được. Nói về cái thế giới linh chứ không phải thế giới vật chất. Nếu mà mình nghe Chúa nói mà mình nghĩ về đây Chúa nói về giới vật chất là mình bị totally lost, là mình không hiểu gì hết. Nghĩa là mình nói thích Chúa nói vô lý quá. Chúa sao Chúa phạm thường quá. Chúa sao Chúa nói mà không có đúng. Nếu mình Chúa nói, hầu hết là Chúa nói về trong cái thế giới vương quốc thiên đàng của Ngài. Cho nên vua David có hai con mắt không? Vua David có mắt không? Có, ông đâu bị mù đâu, đúng không? Nhưng mà ông nói xin Chúa mở mắt tôi là mắt nào? Đúng rồi, trong cái tâm linh của mình có con mắt chứ không phải là xác thịt mới có con mắt không? Vậy đó, hay không, hay không? Tâm linh của mình cũng có lỗ tai, tâm linh của mình cũng có lỗ tai. Cho nên có nhiều người đọc kinh thánh nhưng mà không có thấy. Chúa Giêsu giảng họ bỏ Chúa nói người, mấy người này có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe. Bởi vì Chúa nói đó là con mắt thuộc linh họ bị mù và tai thuộc linh của họ bị điếc. Chứ đâu phải Chúa nói con mắt đây đâu. Mấy người nói tôi có mắt đây tại sao Chúa nói mù? Là bởi vì họ nói Chúa nói về cái chuyện ở dưới này Chúa là ta được bên trên trời. Vậy không? Thầy được đọc kinh thánh đừng có nghĩ là Chúa nói chuyện dưới đất. Nếu mà nói Chúa nói chuyện dưới đất là mình là nhiều lúc mình biết vậy. Đó. Rồi bây giờ mời Tracy câu 18. Lại soi sáng con mắt của lòng anh ấy, hầu cho biết điều trong kể về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao? Dạ. Phao-lô cầu nguyện để Chúa mở con mắt lòng của anh em để anh em thấy được cái sự giàu có của cơ nghiệp mà Chúa sẽ hứa bán cho mình là vĩ đại và lớn lao chừng nào. Còn nếu mà cặp mắt này không thấy gì cả, đúng không? Cặp mắt này là mình không thấy cái vương quốc thiên đàng, cái sự sống đời đời vinh cửa trên thiên đàng là vĩ đại là lớn lao chừng nào cả. Thành ra Phao-lô phải cầu nguyện để Chúa mở mắt con mắt tâm linh. Và bây giờ tôi muốn đi nhấn qua một chút thì mình tạm thời để mấy câu sau kia quý ông bà chị em suy gẫm. Nhưng mà Chúa nói cặp mắt tâm linh của cả con mù, trong này còn là cặp mắt tâm linh nhưng mà cặp mắt thực thể, vì ai cũng sáng cả, mắt thực thể là ai cũng sáng cả, đúng không? Không có sáng thì cũng có cái kiểu giống như tôi có thể rõ. Nhưng mà cặp mắt tâm linh, nếu cặp mắt tâm linh là mù, cặp mắt tâm linh là cái đèn của thân thể, có nghĩa là nếu mà cặp mắt tâm linh mà sáng thì đời sống của mình nó sáng sủa, đi ở trong sự sáng, đi ở trong ánh sáng, đi ở trong đường lối của Chúa, đúng không? Nhưng mà để cặp mắt tâm linh của mình mà mù, mình sẽ trở thành người vô tín. Chúa nói mình không nghe, mình không hiểu, mình không tiếp nhận, mình buồn ngủ, mình thấy sao kỳ quá, mình thấy sao chán quá, mình thấy Chúa nói vô lý quá, thầy nói sao khó nghe quá, đúng không? Thì Chúa nói nếu cặp mắt tâm linh mà mù như vậy thì sự tối ở trong cả con tối tăm dường nào, ha, nghĩa là không có cái gì cả con hiểu, tai nó không nghe, mắt nó không thấy, không hiểu, không biết, không nhớ, đúng không? Cho nên Chúa đã còn nói về cặp mắt tâm linh và xin Chúa mà cái làm sao mắt tâm linh của mình mở ra thì theo bí quyết của Phao-lô là cầu nguyện. Nếu cặp mắt tâm linh của mình đang còn mù loà hay là mờ mờ nhìn không rõ thì xin Chúa mở mắt tâm linh của con thì từ đầu Chúa mở cầu nguyện. Nếu mà từ trong lòng ra khao khát thì đọc Chúa mở thì từ đầu hiểu. Thì như vậy là cả thân thể đều sáng, có nghĩa là sự sống của mình trở thành sự sáng, bày tỏ sự sáng của Chúa đó. Amen. Amen không? Amen không? Amen. Đó là nghĩa là cặp mắt tâm linh này thì Chúa không còn nói, bởi vì Chúa nói những người ở thế gian này, người Pharisee và Sadducee đó,
họ sáng nhưng mà họ lại mù. Những cái người mù bán đi mê bên đường mù nhưng mà biết ông lên là con của vua David, đứng Chris là con cháu vua David, hay không? Cho nên vừa tới cũng mơ bắt sáng thịt ra luôn. Còn mấy cái ông kia nói nếu mà ngươi là ngươi sáng thì tôi cũng ngươi vẫn còn nữa đó, có nghĩa là vẫn còn ở trong tội lỗi và cái cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn còn ở trên trên người ấy đó. Cho nên mở mắt tâm linh là được giải phóng rất nhiều thứ, mà nếu mình không lo cái tâm linh mà lo xác thịt không á thì đúng là mình đi sai đường. Chúa đi về bắc và mình đi về hướng nam, hướng nam rất nguy hiểm với anh chị em đó. Cho nên ưu tiên trong đời sống của mình cái gì á là phải cái chức quan trọng đó. Bây giờ Chúa nói là không thể làm tôi hai chủ, câu 24. Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc trọng chủ này mà khinh chủ kia. Các con không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại vừa phục vụ tiền tài. Bây giờ tôi hỏi quý vị, khoảng 15 phút nữa phải quý vị, thế nào là phục vụ tiền tài? Chúa nói không thể vừa phục vụ Chúa và phục vụ tiền tài cùng một lúc. Thế thì câu hỏi của tôi, ý Chúa muốn nói như cái chuyện là phục vụ tiền tài, đâu có ai phục vụ tiền tài đâu. Tại sao Chúa nói như vậy? Ở đây có ai giải thích chúng ta được không? Phục vụ tiền tài có nghĩa là gì? Theo tôi ha, theo sự hiểu biết của tôi, phục vụ tiền tài là chọn tiền hơn là chọn Chúa, hay là cao hơn chọn Chúa. Tiền ưu tiên số 1, Chúa ưu tiên số 1.5 hay là số 2. Còn tất cả con cái cháu chắc là tình cảm bởi trong số 3, số 4 ha. Phục vụ tiền tài là vậy, chọn tiền là ưu tiên 1, Chúa là ưu tiên 1.5 hay là 2. Có yêu tiền không? Yêu. Yêu Chúa không? Yêu. Yêu cả hai. Nhưng mà yêu Chúa ít hơn tiền chiếu ha. Con yêu Chúa, con yêu tiền là 10, con yêu Chúa 9.99 này, không phải 1. Tôi biết rất nhiều người yêu Chúa là 999, nhưng mà yêu tiền là 10. Thế thì người ta yêu tiền bằng cách nào? Hôm nay khách đông quá, Chúa thì kêu hãy đi nhóm, đừng có bỏ qua sự nhóm lại. Nhưng mà bây giờ tiệm nó bận rộn quá, bà chủ buồn quá, mà bà chủ nói, nếu mà bà chủ nói ngươi đi làm chủ nhật này tao sẽ không cho cái đồng xu nào cả thì mình có đi không? Không có ai ngu gì mà đi. Nếu mà bởi vì bà chủ nói hôm nay đi làm thay vì bình thường 100, hôm nay được 300, đó là phục vụ tiền ưu tiên hơn Chúa đó quý vị. Thế đâu phải nếu mà bà chủ nói không cho tiền chắc chắn tôi không đi, không có ai làm trong hãng mà nói nếu mà không có trả tiền cho mình đâu có đi làm ngay. Chủ nhớ trả gấp đôi, đúng rồi, ít nhất là phải trả 100%, không trả gấp đôi thì cũng phải trả bình thường, mình mới đi chứ. Nhưng mà bây giờ hôm nay nếu mà ngày chủ nhật này mình không làm có thể là mất cái điều này là mấy trăm ngàn ạ. Mấy chục ngàn con vậy, nhưng mà mấy trăm ngàn thì quý vị nghĩ có cảm nhận không? Bây giờ tiền ít thì có yêu Chúa nhiều, nhưng mà tiền nhiều thì có yêu Chúa ít. Rất dễ quý vị, rất dễ rớt vào cái bẫy đó. Tiền ít thì con sẽ yêu Chúa hết mình, nhưng mà khi tiền nhiều thì con sẽ yêu Chúa ít hơn tiền một chút. Không thể, Chúa nói các ngươi không thể đối với ta, điều đó không thể chấp nhận. Chúa có phạt lên xuống hầu không? Không. Không. Nếu mà mình có được phần thưởng không? Không. Chúa nói ôi mấy chục ngàn của ngươi lớn hơn ta mà, thôi được rồi, ngươi ăn cái đó đủ rồi, ngươi khỏi cần ta, ta không cần chúc phước cho ngươi nữa. Là lúc đó là
là sống bên cha đó quý vị. À, được cái điều sao mà sống bên cha đấy. Sau này mà nói là cô biết ta tấn công vô mà bán kêu với chủ hay sao? Cho nó đừng mà không đi làm đêm sao, đừng kêu làm gì. Thì mình làm sao? Xin liền đấy. Đúng không? Nên là phục vụ đồng tiền. Theo tôi hiểu là chủ nói chọn tiền. Ha, ưu tiên hơn chúa. Yêu tiền 10, yêu chúa 99. Ha, chúa chỉ có giữ đồng tiền một chút thôi. Thì chúa nói điều này không thể. Cho nên khi mà chúng ta lấn vào cái quyết định như vậy đó thì phải nhớ là chúa dạy rồi nhé, chứ phải chúa chưa dạy. Chúa đã dạy mà đã nghe lễ chúng đắp rồi. Bây giờ tối hôm nay là ông mục sư Khánh nói thêm một lần nữa cũng khá là gì đó, quá nhiều ha, nói quá nhiều nói thừa rồi. Nhưng mà ý là mình nói chúa đã có nhắc nhở, còn mình làm quyền mình. Vấn đề là mình có yêu chúa đủ không? Ok, người nào yêu chúa đủ thì chấp nhận mất cái điều, nhưng mà người không yêu chúa đủ thì không thể nào mà mất cái điều, đúng không? Một người nói về phần bên ông Sa-chê khi mà gặp chúa đó. Dạ, thế là bây giờ còn mấy phút nữa, bây giờ tôi xin phép thì ý cuối cùng là đoạn 6 câu 33, câu này là nằm lòng của mọi người. Trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Không thể làm tôi hai chủ có nghĩa là trước hết tìm kiếm tiền bạc, danh vọng, vật chất, những thứ ở trong thế gian, vinh hoa phú quý, ha, tình yêu thương ở trong thế gian đồng loại với nhau, đại khái sự vinh quang của con người, sự ca tụng của con người, sự giàu có về vật chất nên là trước hết thì dân ngoại họ tìm cái đó. Rồi Chúa Giêsu cũng thấy trong hội thánh của Ngài cũng làm ý chăng như vậy, cho nên Chúa mới dặn về các môn đồ, các con đừng có làm như vậy, hiểu không? Đừng có làm như vậy. Nếu mà các môn đồ, nhiều người đâu nghe, nghe mà không hiểu, bởi vì tâm linh đó bị tiền nó làm mù loà rồi, hay là bị những cái nhu cầu ở dưới đời nó làm mù loà rồi. Chúa nói nhưng mà nghe không hiểu. Cho nên là 30 năm sau nó cũng vậy. Nếu mà chúng ta đừng có tìm kiếm mấy cái đó trước. Bí quyết của vương quốc thiên đàng là trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Tìm kiếm ta, tìm kiếm nước Đức Chúa Trời là tìm kiếm Chúa Giêsu. Ha, và sự công bình của Đức Chúa Trời là những điều Chúa dạy dỗ. Chúa dạy thế nào để con làm theo? Cái đó trước, Chúa đưa ra mấy lý do. Cái thứ nhất, nếu mà các ngươi lo lắng về cái chuyện thế gian này thì cái thứ nhất là đời của các ngươi không dài thêm một khắc nào. Ha, bởi vì các ngày của các con đã được đếm rồi, từ trong lòng mẹ là được đếm rồi. Giờ lo gì á? Bây giờ lo cái virus này đó, nó chết mình. Nhưng mà cái chết đó là cái ngày Chúa đến, chứ không phải con virus nó đến. Amen. Quý vị có tin lời Chúa không? Đã. Khi nào chết, khi nào sống là Chúa đến, chứ không phải con virus nó đến. Amen. Khi nào bị tai nạn chết, khi nào đi máy bay nó chết, khi nào tắt thở chết, cái điểm như chết là ngay là Chúa đến. Amen. Chứ không phải cái mình nó đến. Rồi, cái thứ hai tôi nói, bây giờ chim ở trên trời nó hai con nó bán con đồng rồi, nó rẻ được bao nhiêu ha? Cả con đắt hơn mấy con bao nhiêu, quý trọng hơn mấy con bao nhiêu. Vậy mà cha của các ngươi mà cũng nuôi nó, Đức Chúa Trời trên trời mà cũng đi nuôi chim, còn các ngươi là con cái mà các ngươi muốn đi để con chim thì nó ok, không sao, nó chim quá rồi. Nhưng mà mình là con cái mà mình lo lắm. Còn chim ở trên trời mà Đức Chúa Trời vẫn đi nuôi chim mỗi ngày, chim nào Chúa cũng nuôi, chim to, chim nhỏ, chim xấu, chim ô uế, chim sạch sẽ, Chúa đều nuôi cả. Vậy mà mình cũng con, cả con nên con lo là không xong, cái không được. Đó là thế gian, ai làm bằng về thế gian là trọng nghịch lại Đức Chúa Trời. À, rồi bây giờ Chúa nói, bây giờ đừng nói chim nó còn lúc nhất được, bây giờ là có cỏ này, khóa cỏ này, ha, nó còn tệ hơn là
rẻ tiền hơn cái con chim nữa mày. Cha của cả nước cũng cho nó mặc đẹp như vậy, hoa nào hoa này ngon lành, cả xa lâu đông, giàu có như thế giới, không quan như thế giới, mà cũng không có đẹp bằng đâu. Mà nó ngày hôm nay nở cái mái tan mà cha của cả con cũng còn chăm sóc kỹ lưỡng như vậy đó, huống gì nữa hả? Là cả con. Mẹ là chúa nói rằng, nhưng mà người nào mà thấu hiểu được cái đó, có nghĩa là chúa đang dạy đó quý vị. À, chúa đang mở mắt, cái con mắt phục linh đó quý vị. Rồi chúng con nói thêm câu nữa. Tất cả những gì cả con lo lắng, à, sợ ngày mai chắc là mình chết quá, sợ ngày mai chắc là đi bị tai nạn quá, sợ ngày mai là có Covid-20 quá, sợ ngày mai là ông này tổng thống này lên ông tổng thống kia xuống quá. Chúng ta cha cả con đã biết hết rồi, ta biết trước. Lo làm gì? Ta đã biết trước mà ta đã có kế hoạch sẵn rồi, lo làm gì? Không nên lo ngày nào là vừa đủ ngày đó rồi, chứ không cần phải lo lắng. Lo lắng là làm cho con người khó chịu, ngủ không được, ăn không ngon, anxious, unease, này khá như là bất an, ngủ không được, lo lắng. Và chú nói, ta biết hết rồi. Và bây giờ đây là cái bí quyết này, hãy trao hết mọi gánh nặng của anh em cho Chúa. Cho nên phía rơ vô trong tù bị trói hai cái chân, còng hai cái tay. Vẫn bình thường sao? Ngày mai nó chém đâu, ông đâu sợ đâu. Bởi vì ông biết là, ông tin là Chúa biết rồi. Cho nên không cần nói. Chúa đã biết và đã thấy rồi. Thầy thưa tội đó, tội cho thêm sự vô bè mẹ cái xiên xích này nói, em cũng biết lắm. Rồi qua ra chạc đào ra lại. Mà hiện họ không nhận cắt đầu. Kinh không? Mà trước không trước là muốn cắt đầu đó. Chúa đổi lòng công vua. Kinh thần, kinh thần. Đó, vua Chúa, Chúa có thể thay đổi cái lòng. Vậy đó. Thành ra Chúa nói để kinh nghiệm được cái vương quốc thiên đàng thiên đất, hãy nếm thử sự ngọt ngào của Đức Giê-hô-va là thế nào, chứ không phải chỉ có nghe thôi. Đa số mình là nghe Chúa tốt lành nhưng mà chưa có nếm, chưa có kinh nghiệm được cái sự ngọt ngào của Chúa. Thành thế bây giờ Chúa kêu gọi dân sự của Ngài phải nếm, nếm được cái sự ngọt ngào của Chúa là bằng cách đi theo cái nguyên tắc của thiên đàng, đừng có đi theo nguyên tắc của thế gian. Để rồi làm gì? Để rồi thế gian còn sẽ thấy mình khác họ và mình xuất sắc hơn họ, và bởi vì mình được Chúa ban phước, không phải đời này mà cả cả đời đời. Cái đó là rất là khích lệ lắm các bạn chị em. Có thể là bài học của Chúa nhiều bài học rất là hay. Thì tôi cầu nguyện để mời một người nào đó được Chúa cảm động, cầu nguyện để lời của Chúa đi vào trong lòng và đâm sâu mọc rễ trong đó, được không? Được không? Tôi sẽ tất cả mọi người nhắm mắt cúi đầu, và người nào được Chúa cảm động thì cầu nguyện giúp. Father God, we thank you for your love, your grace. Father God, we know that not only you save us, we need to walk with you. We need to root it in you. We need to have being built up in you, Jesus. We need to trust you and walk with the faith that you have everything preparing for us. And thank you, Father God, you gave us the wisdom from heaven. The heaven wisdom that opened our ear, our mind, and our heart. To receive what you have for us already prepared. Để chúng con có thể nhận được những gì Ngài hứa ban cho chúng con. Thank you, Father. Cảm ơn Cha. We open to receive. Chúng con mở lòng để đón nhận. All the heaven wisdom come in. Tất cả sự khôn ngoan thiên thượng. To walk with you daily.
và để em bước đồng hành với Ngài mỗi ngày. To shine your light for other people who doesn't know you. Phản ánh sự sống, sự sáng của Ngài đối cho những người xung quanh. To be the salt of this earth. Để trở thành muối của đất. Thank you, Father, Holy Spirit, and Jesus. Cảm tạ ơn Cha. We pray in your name, Jesus. Và Chúa Giêsu và chúng con cầu nguyện trong danh Giêsu Christ. Amen. 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 Ơi, cảm ơn đội thánh. Hôm nay là mình